tôi trở về thăm lại mái trường xưa, bao kỷ niệm như vừa hôm qua ấy. Đời áo trắng sao mà yêu đến vậy, ngẫm càng vui rực cháy cả tim hồng. Chú phượng già ướn ngực đợi gió đông, bằng lăng tím hoa xếp phòng bẽn lẽn, 10 giờ nở trên luống còn e thẹn, tán bảng xanh lỡ hẹn đợi tôi về. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho. Hai mươi năm trôi qua và ngày hôm nay sau rất nhiều hò hẹn, chúng ta đã trở về đây, nơi mái trường trung học phổ thông Bình Giang mang đầy kỷ niệm. Quả thật, cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi chưa xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cảm nắng của bạn lớp bên. Tôi ước rằng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy mình vẫn ở những năm tháng đó. 20 năm ra trường, chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng hôm nay nơi mái trường này chúng ta tìm thấy những kỷ niệm đẹp. Nhìn thấy nhau là ký ức đã ùa về, kỷ niệm của hôm qua 3 năm học với khe đá sân trường, và kỷ niệm của ngày hôm nay sau 20 năm gặp lại. Như những đứa con bay muôn phương ngàn hướng, nay được trở về dưới mái nhà chung trường trung học phổ thông Bình Giang. Đón chúng tôi vẫn là ngôi trường mái đỏ siêu phong, là cây phượng già bằng lăng tím. Chợt thấy xe lòng khi thấy tóc thầy cô đã bạc trắng, tóc trò cũng đã phai xương. Từ mái trường này, thầy cô đã thắp lửa, giữ lửa, truyền lửa cho chúng ta thực hiện bao ước mơ hoài bão. Có bạn là bác sĩ, có bạn là giáo viên, là công an. Nhưng với thầy cô, chúng em mãi là những cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào vẫn muốn được nghe tiếng thầy cô giảng bài, thấy chân quý biết bao từng lời thầy cô giảng. Chuyến tàu về lại thanh xuân hôm nay, bên cạnh niềm vui vẫn còn những toa trống khách. Có những người thầy, người cô đã đi xa, có những người bạn không may mắn như chúng ta đã không thể viết tiếp câu thơ cho chính mình. Ngày hôm nay, chúng tớ vẫn nhớ tất cả các cậu, chỗ ngồi đó, góc xưa đó, kỷ niệm vẫn vẹn nguyên ngày nào, vẫn để dành để nhớ tập thể đầy đủ của mình. Đó là nỗi nhớ ngọt ngào mà xa thiết quá. Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em, nỗi nhớ trong tim em nhớ về mẹ. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Trung học phổ thông Bình Giang ngày ấy có bạn, có tôi. Trung học phổ thông Bình Giang bây giờ có 1000 thế hệ khác, nhưng tất cả đều trưởng thành từ mái trường này. Sân trường này không thể giữ mãi cho bạn tuổi 18, nhưng luôn có những con người 18 tuổi như chúng mình ngày ấy. Tôi chợt nhớ đến câu nói, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, thì vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Chúng mình hãy cùng về lại thanh xuân các bạn nhé! Hướng đến ngày kỷ niệm 20 năm ra trường của hội khóa 2001-2004 trường Trung học phổ thông Bình Giang, ngày 3 Tết Giáp Thìn 2024, Ban Liên lạc hội khóa đã thực hiện cuộc hành hương, thăm hỏi thân nhân và thăm viếng các thầy cô đang đau ốm hay quá cố đã từng công tác và giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Bình Giang. Gia đình đầu tiên chúng tôi viếng thăm là tư gia của thầy quá cố Vũ Măng, thầy giáo dạy môn thể dục, quê hương Lý Đỏ, Tân Việt. Tiếp đón chúng tôi là tình cảm dân dã, chân thành của vợ thầy. Qua di ảnh thầy và làn khói hương ấm cúng, câu chuyện của cô phần nào như linh cảm tới mỗi người. Thầy vẫn ở đây với dáng vẻ cao gầy, đôi mắt hiền từ, giọng nói trầm ấm và đôi bàn tay luôn chắp sau lưng.
chúng em cầu chúc cho vong linh của thầy nơi xa ấy được mỉm cười viên mãn. Chia tay lý đỏ, đoàn chúng tôi ghé thăm tư gia của thầy Đỗ Duy Từ, thầy dạy giáo dục công dân, quê Phú Khê, Thái Học. Lúc sinh thời, thầy là người vui tính, hóm hỉnh, thân thiện đối với bao thế hệ học sinh trong những giờ dạy giáo dục công dân thuở nào. Mỗi khi lên lớp là thầy truyền đạt hết năng lượng, vui vẻ, tích cực. Tiết học của thầy Từ, học sinh luôn lắng nghe chăm chú. Vì thế, điểm môn giáo dục công dân của chúng tôi luôn là hoa 9, 10. Tuy thầy đã đi xa, nhưng giọng nói, hình ảnh thân thương của thầy mãi in hẳn trong ký ức bao thế hệ học trò. Chia tay gia đình thân nhân của hai thầy giáo quá cố, chúng tôi di chuyển lên làng tiến sĩ Mộ Trạch, nơi sinh sống của thầy Tuấn đáng kính. Thầy dạy môn vật lý, môn học cần sự tận tụy của thầy. Gặp thầy trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không kìm được cảm xúc trào dâng, như tình cảm của người con trở về thăm cha già đau ốm sau bao năm. Dáng vẻ tiểu tụy do bạo bệnh, nhưng thầy vẫn rất vui vẻ, nắm tay thăm hỏi từng người. Tình cảm lưu luyến giữa thầy và trò xúc động không lời nào tả xiết. Tiếp nỗi buồn, khóa chúng ta có gần 700 thành viên, thì nay 6 thành viên của khóa đã ra đi mãi mãi. Họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, và để tưởng nhớ những người bạn quá cố, động viên người thân ở lại, thì ban liên lạc khóa cùng các thành viên đại diện các lớp có cuộc hành trình sáng ngày 14 tháng 4, 2024. Điểm đầu tiên, đoàn ban liên lạc đến nhà bạn Lý A2 đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo máu trắng ở thời điểm học kỳ 1 lớp 12. Sự ra đi của bạn trong độ tuổi đẹp nhất của đời người đã làm cho thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp, cùng khóa tiếc thương vô hạn. Khi đến nhà bạn Lý, tiếp chúng tôi là người mẹ gầy yếu, tiều tụy, đôi mắt héo mòn vì cuộc sống hiện tại còn rất nhiều khó khăn. Dẫn chúng tôi lên ban thờ bạn Lý thắp nén hương tưởng nhớ thì cô đã không cầm được lòng mình. Những giọt nước mắt đã rơi, những lời nói nghẹn ngào, bao nỗi buồn chất chứa bấy lâu được giải bày, thổ lộ. Chia tay cô, đoàn chúng tôi đã gửi gắm bao lời động viên và chỉ mong cô thật nhiều sức khỏe, vượt qua khó khăn, vất vả ở quãng đời còn lại. Trên con đường đến nhà bạn Nguyễn Thị Diệp, thành viên lớp A3 đã mất cách đây mấy năm mà tâm trạng nặng trĩu, ưu tư, xót thương cho một kiếp người. Bạn ra đi để lại bố mẹ già và hai đứa con còn thơ dại. Sau một đoạn đường thì chúng tôi cũng tìm đến nhà bạn. Tiếp chúng tôi là mẹ bạn Diệp, quần vẫn ống thấp ống cao, mời chúng tôi vào nhà dâng hương tưởng nhớ. Chia tay cô, chúng tôi tiếp tục đến nhà bốn bạn đã mất tại xã Thái Dương: Phạm Văn Toàn lớp A4, Phạm Văn Thượng lớp B1, Bùi Văn Bắc lớp B1 và bạn Nguyễn Thị Miền, thành viên lớp A8 thôn Xôi Cầu, Thái Học. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là một điều tất yếu trong kiếp con người, nhưng mất mát này, đau thương này ai thấu. Mỗi người ra đi để lại dấu chân trên ký ức của bạn, nhưng người in hẳn dấu chân trong trái tim của bạn sẽ là người bạn thực sự nhớ mãi. Trong danh sách của các lớp tổng hợp thì khóa chúng ta còn có hai bạn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Vì thế đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyển đến nhà bạn Vũ Văn Linh ở Ô Xuyên, Cổ Bì. Bạn bị hai lần tai nạn giao thông nên để lại nhiều di chứng nặng nề, và bạn Vũ Thị Trung lớp B6 ở Cậy, Long Xuyên, để thăm hỏi động viên hai bạn nhanh chóng bình phục, vượt qua giai đoạn khó khăn này. 20 năm là một chặng đường tuy chưa phải là dài, song không phải ngắn của một đời người. Thời gian ngày một nhiều thêm, không làm cho khóa chúng ta rời xa nhau, mà ngày càng gắn kết hơn, càng trân quý những tình cảm thuần khiết của tuổi học trò, trân quý tình cảm thầy trò, ghi nhớ sâu sắc hơn công ơn truyền thụ những kiến thức, những bài học làm người của quý thầy cô ngày ấy.
Và đây là lời chia sẻ của bạn Vũ Văn Nam, thành viên lớp A3, đang sinh sống và làm việc tại nước Ba Lan. Vì lý do công việc nên không thể về tham gia ngày hội 20 năm có hẹn với Thanh Xuân, có đôi lời tâm sự với thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Trong lòng em rất là vui và háo hức, muốn được trở lại, thăm lại mái trường xưa để được gặp lại các thầy, các cô và các bạn. Đây là dịp để ôn lại những ký ức, những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò. Đó luôn là một phần không thể nào quên trong tâm trí và trong trái tim của chúng ta. Do điều kiện công việc nên em không thể trở về để chung vui cùng với cả các thầy, các cô và các bạn được. Qua video này, em muốn gửi tới lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy các cô trong ban giám hiệu nhà trường đã luôn dìu dắt, dạy dỗ chúng em trong suốt quãng thời gian chúng em còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúc các thầy các cô và các bạn luôn sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc cho các bạn những ngày trở về thật vui vẻ và ý nghĩa. Em chúc cho buổi lễ diễn ra thành công rực rỡ. Em xin chân thành cảm ơn. Mình xin mượn 4 câu thơ cuối trong bài thơ Thanh Xuân Có Hẹn của bạn Phạm Hà lớp A2 để khép lại video hội khóa chúng ta. Ngoài kia dẫu bạn là ai, về đây sống lại một thời học sinh, về đây tràn trừa nghĩa tình, bình giang hai tiếng ngọt ngào thanh xuân. Xin chúc cho quý thầy cô cùng các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cuộc gặp gỡ của hội khóa chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc hội khóa thành công tốt đẹp.